Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, chuyên gia Luck Davis đã nhận định thị trường tăng giá sẽ kéo dài vào năm 2022. Luck Davis là một KOL nổi tiếng trong thị trường crypto, với số người theo dõi trên trang Twitter lên tới gần 800.000 người. Và dưới đây là 7 lý do khiến Luck Davis đưa ra nhận định như vậy. Thứ nhất, quỹ Bitcoin ETF dài ngày có thể sẽ được chấp thuận ở Hoa Kỳ vào năm 2022. Thị trường sẽ tiếp tục tăng giá cho đến thời điểm đó. Có thể lấy minh chứng từ thị trường vàng. Vàng đã có một đợt tăng giá mạnh trước khi ETF dài ngày được chấp nhận. Sau đó là một năm giảm giá trước khi bước vào đợt phục hồi lớn trong nhiều năm. Thứ hai là chu kỳ thị trường ngày càng dài hơn. Ở quy mô vĩ mô, chu kỳ thị trường hiện tại của Bitcoin vẫn còn nguyên vẹn. Các chu kỳ trước đó kéo dài từ 1 đến 1,5 năm. Chu kỳ này có thể đi sâu vào năm 2022 hoặc thậm chí có thể là năm 2023. Điều này được Benjamin Cohen chia sẻ và nhận được sự đồng tình từ Luck Davis. Thứ ba, nâng cấp lớn của Ethereum sẽ ra mắt vào năm 2022, đặc biệt là việc chuyển sang bằng chứng cổ phần. Sự kiện Triple Halving của Ethereum triển khai sharding có giới hạn có thể tăng 3 hoặc 4 lần tốc độ giao dịch trên Ethereum. Ethereum vẫn là vua của các hợp đồng thông minh, vì vậy những gì xảy ra trên blockchain lớn thứ hai thế giới sẽ có tác động đến toàn bộ thị trường. Thứ tư, Polkadot và Cardano sắp ra mắt trực tuyến sẽ thu hút nhiều tiền hơn nữa đổ vào thị trường. Avalanche, Polygon, ETH Layer 2 và Solana cũng sẽ tiếp tục phát triển. Những hệ sinh thái này chỉ mới bắt đầu và chắc chắn sẽ còn bùng nổ mạnh hơn nữa. Thứ năm, thị trường NFT đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng và các thương hiệu lớn đang từng bước tiếp cận. NFT sẽ là điểm truy cập đầu tiên cho hàng triệu người vào tiền điện tử. Không chỉ là các ngôi sao điện ảnh, các ngôi sao ca nhạc, NFT sẽ được các nhãn hàng khai thác. Điển hình như việc hãng bia Budweiser ra mắt NFT trên Ethereum. Mỗi NFT sẽ mang lại những lợi ích và đặc quyền trong tương lai. Thứ sáu là câu chuyện về game và Metaverse. Game luôn luôn là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của giới trẻ, đặc biệt là hoạt động chơi game không chỉ giải trí mà còn đem lại thu nhập. Điều đó sẽ mang lại hàng chục triệu người dùng mới trên các trò chơi NFT. Trong khi đó, Metaverse là một ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ đô la trong tương lai. Thật khó để có thể nói rằng điều này sẽ lớn như thế nào. Có rất nhiều trò chơi và những ứng dụng Metaverse sẽ ra mắt vào năm 2022. Thứ bảy, những tổ chức lớn đã bắt đầu nhận ra rằng thị trường crypto là loại hình đầu tư công nghệ tốt nhất trong thập kỷ này. Cùng với đó là tình trạng lạm phát đang ngày càng gia tăng, nắm giữ tiền mặt sẽ là một lựa chọn hết sức tồi tệ. Đầu tư vào tiền điện tử đem lại mức lợi nhuận tốt nhất trong những loại hình đầu tư. Nhiều quỹ lớn đã sẵn sàng dành riêng nguồn lực của họ để tham gia vào thị trường. Cuối cùng, chuyên gia Luck Davis cũng đưa ra nhận định chu kỳ tăng giá lớn có thể sẽ kết thúc vào sau năm 2022. Tuy nhiên, đợt giảm giá tới đây sẽ khác hoàn toàn những gì đã xảy ra trong quá khứ. Sự tham gia của các tổ chức lớn như Tesla, MicroStrategy, Galaxy Digital, Square hay quốc gia El Salvador sẽ khiến cho tình trạng bán tháo không diễn ra. Mỗi khi giá Bitcoin có sự sụt giảm đáng kể, ngay lập tức chúng ta sẽ chứng kiến sự thu mua đến từ các tổ chức này. Khi số Bitcoin nằm trong tay các nhà đầu tư nhỏ lẻ dần cạn kiệt, đó sẽ là thời điểm Bitcoin có sự bùng nổ về mặt giá trị. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.